quay kỹ bên này tí. Không, cái máy tả này để được nha. Được rồi. Lục vừng này. Ra đây mua các bạn, chẳng có bác chủ ở đây đâu. Có cây gì cho to kia đấy? Bán rồi. À bán rồi. Cái giấy này bán rồi. Cái này chưa bán rồi. Cái này thì cá không? Bán rồi. Đấy được cái chậu cũ hay. Khế. Đấy, còn ba cái quả đấy. Và cái si Nhật, si Đài Loan. Mè. Ô đơn. Đây, vẫn cứ thích cái cây này. Cái đoạn này thì hơi bất cập. Còn chạy này, chỗ này thì cũng đây, lấy cái này thôi. Đấy, hơi bất cập. Đây bà 6,5 triệu. Đấy, cái si kia vừa bà 6,5 triệu. 6,5 triệu. Đấy, bác chủ đấy vừa bảo. Đây. Đấy, làm chưa? Làm tiếp hay nghỉ? Bao tiền? 5,5 triệu. Gian nan quá nhỉ. Ở đây bao tiền? Có cây thị. Cây thị. Thị thơm này. Bồ đề mà được cái vách nó đẹp thì ok quá. Cái khay rất đẹp rồi. Khay cũ của ta rất là đẹp rồi. Nếu mà cây này mà vách mà đẹp thì mấy chục có khi cũng ok các bạn. Xem. Đấy. Đây, vừa nãy có cái cây xếu này, nhìn hay này. Người ta làm rêu nên mình cũng không nhìn rõ được cái bệ nó như nào. Xếu. Cây cơm nguội đấy. Cây cơm nguội làm đẹp vô cùng đấy các bạn. Tôi rất thích cái dòng cơm nguội. Bên này là phôi rồi. Là phôi. Ổi. Ổi đẹp. Cái ổi rất hay này các bạn. À đây, số của cây này là có số đấy rồi. Mặt này, cây này hay quá. Khi búp hồng, đây là cái búp hồng. Khi mà lá nó già già nó sẽ trắng như này, gọi là búp hồng, hồng sen. Rất nhiều khách ấy, bác xe đây đây. Khách nhiều lắm đây này. Đấy, chủ cũng đi đâu, không phải trả lời hộ. Cái si này. Cái này có vẻ đang bị hơi rét nên là chưa bật được mấy. Cốt nó cũng hay đấy. 2,5 triệu à?
tiền. Hôm nay về nuôi được. Con lên siêu à? Ra chơi rồi hỏi các bạn chứ tôi gọi là khách đi chơi. Đấy, cái chỗ gian mini nhiều người quan tâm quá. Chưa thấy cái vụ nổ à? Cháu có một cái ông già, ông ấy chơi cây cầu, ông ấy có cái biển bố văn học. Nói về cái bìn, bìn kia một dạng sáng sôn, tối chiều là cái bìn là để sức. Wow, nhiều hoa quá. Wow. Nhiều hoa thế. Đấy. Về là có cây có quả luôn. Chủ yếu là người đi chơi nhiều và chịu mua ít. Để lướt qua xem chỗ này có cái cốt gì hay không. Đây là cái bàn. Cái bàn. Cái bàn lạ đấy. Nó cũng kén người chơi các bạn. Nếu mà đẹp thì ok, nhưng mà kiểu như là có một chút thân cốt thì cũng kén người chơi. Si cổ. Để sang bên này. Bên này là sang khu vực hàng to. Hàng to. Đấy, khu vực hàng to trưng bày. Trưng bày. Múc được thì múc là ở cái chỗ vừa nãy thôi. Chỗ này thì ta nên đi xem thôi. Đây, hôm trước tôi có quay cái sung này. Cái sung này tôi cho là cái cây rất là hiếm. Tiếc là ít. Tiếc là chưa thấy có quả. Rất tiếc, tuổi này vẫn chưa có quả. Tiếc vô cùng. Đấy, hôm trước thấy mà có quay cây này. Cây si rất hay. Si, nhưng mà quả. Đấy, nhìn người ta là để nó ở trên này mặt chậu một chiếc để dễ này. Rất cốt chậu rồi. Hoặc Dương Hồng Hưng. Bên này thì có số luôn này các bạn alo. Bên này thì khó giao dịch này. Được, toàn những cây tuyển rồi, cây hiếm là gì. Phải chi rất là nhiều tiền mới sở hữu được. Cái xì rất hay đấy. Hoàn thiện rồi. Sạch sẽ vô cùng. Đó. Đó. Cái xì rất hay. Xanh thì gặp nhiều rồi. Cổ rất dài trên cái bể đá nguyên khối. Đó. Nói chung bên hàng trưng bày này các bác ra thưởng lãm
và ngắm son. Trước tôi có quay mấy cây này rồi, quay sơ mấy cây này rồi để sang khu vực bên kia. Đấy, cả bề cả chân bệ đều rất cổ, cây cũng là cây cổ. Xanh long cổ. Xanh này cũng rất quý, rất đẹp. Đấy, Lê Trung Tín. Cái phi lao, hai cái phi lao, ba cái phi lao bày cạnh nhau. Cây xanh mặt sau cây xanh vừa nãy, cái tùng là Hán Văn Siêu. Tọa sơn quan lưu thủy của bác Dũng Cô Ca. Tọa sơn quan lưu thủy của bác Dũng Cô Ca đấy. Bác ấy làm cả những cái giới thiệu như này, đúng với tính chất của cuộc triển lãm đấy các bác. Có giới thiệu về tác phẩm, giới thiệu về tên tuổi nghệ nhân. Các bác nhìn cây này có thấy nhiều ấn tượng không? Phải nói tác phẩm cũng đẹp. Tên rất là hoa mỹ. Tên rất hoa mỹ. Đây, cái ảnh cái cây này lúc nó đổi tuốt lá tuốt răm. Tôi vẫn thích cái tác phẩm ông Bụt kìa. Nếu mà để nói cây dáng to và thuộc những cây sung. Tiếc là cây này chưa thấy có quả. Tiếc. Già như này nhưng mà bởi vì người ta làm sạch cái dòng này là dòng ít quả. Đấy, người ta làm sạch cái thân quá, không có vòi quả. Ít quả. Phi lao. Hai cây phi lao rất đẹp. Cây này cái thân của nó vặn xoắn đẹp vô cùng. Các nhìn cảm giác cái thân của nó như kiểu mình vắt nước cái quờ mảnh vải quá, vắt khô nước xoắn theo cái đường vắt rất tài tình. Phi lao thường cái thân của nó đưa hay được như vậy, rất thích trồng trên đất Nhật đấy. Phải nói là đẹp. Nói chung là vào đây mà chơi thì không biết chán nữa quá. Tọa sơn quan lưu thủy. Cây này tôi nghĩ là nếu mà để nó thực sự xuất sắc thì còn phải nhiều năm nữa, vài năm nữa.
để cho cái hòn đá này, cái rễ nó ăn vào hòn đá và cái tán nó thật sạch, tán và thân nó sạch hơn. Đó. Cái hoa giấy vũ dáng Kỳ Sơn này thì nó bắt mắt vì nó lạ bối cảnh cây hoa giấy và lá mà được làm dáng liễu rủ này, nó lạ, nhưng mà nhiều bác có thể sẽ không đồng tình. Hoa giấy nó chơi ăn xuống hết nhỉ, bắt xuống tay rơi hết như liễu rủ. Như là rủ như liễu rủ giấy. Cái này một vài năm nữa nó răm nó già thì nhìn nó dễ chịu hơn, dễ chịu hay là mới cắt thôi. Rồi. mới vào dây nên nhìn nó mới vào dây nó chưa ấy. Lôi bên này sang, nhưng mà nó có cái rễ, những cái rễ nó vuông, nó luồn vào đá này, kinh. Luồn vào đá đấy. Cái chất liệu cây này nó có nhiều rễ để mình ôm đá. Đây, rất nhiều. Cái huyền luôn. Nếu mà hoa nó cắt hết đi xong rồi vũ dáng thì sơn lá răng đẹp lắm, thàm lại hơi thàm hơi rậm rạp, hơi rối mắt đúng không? Đấy, đang nuôi nó tỉa dần nhé. Vâng, dần dần nhặt dần. Đấy, ý kiến của một cụ tham gia các bạn.